Trang xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình ra mình sang mấy cái cây, mấy cây chậu nhà đàm. Này nó bự, nó ở trong chậu. Này mình sang nó ra mấy cái chậu nhỏ, mỗi chậu một cây. Để tháng lạnh mình đem vô nhà, hổm rày đem ra ngoài trời nắng nè. Giờ chuẩn bị bỏ vô chậu, tháng lạnh cho nó bén cho mình đem vô. Ở đây nó có lên mấy cây ớt bứng ra mình chầm, thế là nó có lên. Sao lấy ra được, bén nó lên tốt từ nhà đàn. Cây ớt chạm vào đất ăn sâu. Không có mua bao đất mới, mình xài đất cũ đỡ. Sau trong cái kèm nghe chậu
Vậy thì hỏi quận. Nhà đàm cái giống này nó không được, cái cọng nó không được mập bự, nó nhỏ quá, ăn nó ít thịt. Mình sang được 4 chậu nha đàm, không biết tới thăng lạnh còn mấy cây không.
mấy chai chế bí chế dưa leo. Còn nữa mà hái nhiều đi ăn thôi, hái nhiều quá ăn cũng hết. Tháng này bắt đầu rơi ghim chín cà tomat bắt đầu chín. Xong mấy cây nhà đàn vô chậu hết rồi, thắng lạnh đem vô nhà để nó chết. Chiết ra tháng này cho tới tháng 9 là nó bén, tháng 9 tháng 10 nó bén rễ là mình đem vô nhà nó sống. Chứ mình chiết trễ quá sợ lạnh nữa, sống không nổi. Mấy Trang xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hôm nay mình làm nhiều đó vô nấu canh bí.